cảnh đất Việt. Xin chào các bạn. Các bạn đang thấy đây là một số sản phẩm hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên mình chia sẻ với các bạn là cái bộ cống dành cho là họa mi hoặc là chiếc chòe khứu rất hợp lý. Các bạn thấy đấy, cái đường vẽ của nó rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì nó lại rất là nổi bật, nổi trội đấy, mà rất là hợp lý. Một bộ này, một bộ ba chiếc này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 một bộ 3 chiếc đấy, rất là đẹp. Các bạn thấy ạ, rất là đẹp. Sản phẩm thứ hai đó là cái móc đồng đỏ. Móc đồng đỏ đây là cái mẫu đồng ba cạnh có thể dùng phù hợp với tương đối là nhiều cái mẫu lồng, lồng mi, chào màu, chòe đều hợp lý cả. Đấy. Móc làm rất là đẹp. Đấy, cẩn thận. Đấy, giá một chiếc móc đồng đỏ này là 150.000. Đấy, 150.000 một chiếc. Đấy, sẽ bao gồm ba nẹp luôn. Đấy. Tiếp theo là cái móc đồng vàng. Đấy, các bạn đang nhìn thấy ở đây cũng là mẫu cái móc đồng ba cạnh sống châu, mẫu móc truyền thống đây, dùng được cho rất nhiều loại lồng. Móc đồng vàng này thì là 100.000 một chiếc. Đấy, 100.000 một chiếc. Móc cũng đều gồm móc và ba nẹp đồng như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Nẹp loại đẹp luôn nhá. Đấy, loại đẹp luôn. Và sản phẩm tiếp theo đó là cái bộ nậm tre như nhà mình đang lắp ở đây này. Đấy, nậm tre rất là đẹp, dùng cho lồng mi. Đấy, lồng mi chòe tròn. Đấy, như các bạn thấy ở đây, một bộ nậm tre như thế này là 50.000 một bộ. Đấy, 50.000 một bộ. Đấy, 50.000 một bộ nậm tre này nhá. Đấy, riêng nậm thôi. Đấy, cái nhỏ nhỏ ở đây này, đây là cái bát dầu chống kiến này, 10.000 một cái. 10.000 một chiếc. Rất là hay. Đấy, chống kiến nó rất là tốt, như nhà mình đang lắp ở đây này. Đấy. Lắp ở trên này như thế này, chống kiến nó rất là tốt. 10.000 một chiếc. Các sản phẩm của bên mình đều có ship. Các bạn nào ở gần ấy thì qua trực tiếp nhà mình đi, tại địa chỉ ở đây. Đang nhìn thấy trên màn hình này. Nếu mà ở xa thì bên mình có ship và có tính thêm phí đấy nhá. Đây mình nói rõ ràng thế để các bạn sẽ biết được. Đây là những cái sản phẩm mà qua quá trình sử dụng mình cảm thấy nó rất là hợp lý. Mình chia sẻ cùng với cả nhà luôn, vừa dùng vừa chơi vừa bán cho các bạn.